Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết đại chúng cùng toàn thể huynh đệ xa gần kính mến. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2020, sáng thứ ba như thường lệ tại Hoa Kỳ. Giờ này huynh đệ chúng ta tiếp tục học về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ bảy, về kinh Tứ Thập Nhị Chương, thưa quý vị. Và chúng ta đang đi ngang cái chương thứ hai. Nói về cái hạnh của người xuất gia. Thưa quý vị, thì như các vị đã thấy trên màn hình, tôi đã đăng cái nội dung đó. Và cái hạnh của người xuất gia đó thì xuất gia sa môn giả, đoạn dục khử ái, tức tự tâm nguyên, đạt Phật tâm lý, ngộ vô vi pháp, nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu, tâm bất hệ đạo, diệt bất kiết nghiệp, vô niệm vô tác, phi tu phi chứng, bất lịch chư vị, nhi tử sùng tối, danh chi vi đạo. Nghĩa là người xuất gia làm sa môn, dứt bỏ ái dục, nhận biết được cái nguồn tâm của mình, hiểu được lý màu của Phật, nhận ra cái pháp gọi là vô vi. Thưa chư huynh đệ, thì cái đoạn kinh này á, Đức Thế Tôn đã nêu là cái phẩm chất đích thực của người tu là phải chứng nghiệm được đạo. Khi mùa đông về, tôi nhìn thấy cây lá tàn rụng. Tôi nhìn thấy những loài động vật hay thực vật có mặt, thì chúng đều có phương hướng nhìn về nguồn cội, tìm về nguồn cội. Thì như vậy thì người tu cũng như thế đó. Chứng nghiệm được đạo có nghĩa là cái người đó trở về cái nguồn cội. Cho nên tôi có ghi lại cái bài thơ là Nhạn bay về biển Bắc, én ở lại trời Nam. Mùa thu thì trăng sáng, mùa xuân thì trăm hoa nở. Đừng hỏi vì sao và tại sao, chỉ còn ta với ta. Đừng hỏi vì sao và tại sao, chỉ còn ta với ta. Chỉ còn ta với ta mà thôi. Đừng hỏi vì sao và tại sao. Nhạn bay về biển Bắc, én ở lại trời Nam. Mùa thu thì trăng sáng, mùa xuân thì trăng hoa nở. Đừng hỏi vì sao và tại sao, chỉ còn ta với ta. Như vậy thì người tu cũng như cái sự y nhiên của vũ trụ, có nghĩa là trở về cái sự y nhiên và không còn cái tâm sanh diệt thị thầm, thì gọi là người chứng nghiệm được đạo. Vậy mà cái sự khó khăn ban đầu mà như trần đời họ quan niệm đó, là cái quá trình mà vượt thác của loài cá để hóa thành rồng đó, là một ví von của văn học để nói là quá trình vượt vượt gian khổ để trở về nguồn cội. Đây là quy trình tất yếu của mọi loài và đặc tính rõ ràng nhất của loài người.
Tất cả chúng ta đều có niềm thao thức tìm về, bởi vì từ cái bản chất khi sinh con người đã có ý hướng tìm về đời sống tâm linh và đặt câu hỏi về nguồn gốc của mình. Cho nên người tu dầu là xuất gia tại gia, trên mặt thực tế cần làm một việc là phục hồi lại cái khả năng giác ngộ bên trong ta. Ta có thể làm tất cả khổ đau, sầu lụy, sợ hãi, ta cắt bỏ ngay. Chỉ cần một lần chạm tay trên mảnh đất vô sanh bất diệt, và ngay nơi mặt đất ta đứng, tất cả những ô nhiễm, những bẩn nhơ, những rác thải của cuộc sống đi qua nhiều kiếp tử sinh bị quét sạch. Vậy mà cái bài sám mà tôi hay tụng các Phật tử cũng nghe đó, trong đó có cái đoạn đó là gọi là bước trên thạch địa, thở giữa chân không, thắp lên trí sáng diệu tâm, màn vô minh quét sạch. Con tu là con xin nguyện quay trở về bước trên thạch địa, bước trên mảnh đất thật, chứ không còn mơ hồ, không còn viễn vông nữa, mà thở giữa chân không, thắp lên trí sáng diệu tâm, màn vô minh quét sạch. Cho nên từ những cái chuyện nhỏ nhặt trong đời thường, rồi chúng ta mới thấy rõ chân như địa ngục ngay trong môi trường hoàn cảnh của con người. Nếu tôi thấy bây giờ các huynh đệ biết bây giờ khi mà tôi được cái duyên tam bảo gia lực, được các vị thương mến rồi đó, tôi bây giờ cái cách giảng của tôi và cái nhìn của tôi cũng như cái nhẹ nhàng của tôi mới thấy lợi, mới thấy thương những người đang trầm nực. Mình nhìn mới thấy rằng ngay ở trong cái môi trường hoàn cảnh của con người đang hiện hữu mà nó có chân như, nó có địa ngục. Nếu như người nào không vơi đi, không bớt đi những sự tham lam, sân giận, si mê, ngã mạn, ác kiến, nghi ngờ, thì coi như người đó đang lấp vùi trong địa ngục, thậm chí địa ngục A Tỳ, thậm chí địa ngục vô gián. Còn như một khi mà con người nào đó bớt đi cái sự tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, nghi ngờ, ác kiến, coi như con người đó đang gọi là bước trên thạch địa mà thở giữa chân không, thắp lên trí sáng diệu tâm. Như vậy thì một hoàn cảnh, một môi trường mà có người vùi đầu trong đau khổ, trong địa ngục, thậm chí địa ngục A Tỳ, thậm chí địa ngục vô gián, còn cũng trong hoàn cảnh đó cũng có người, nhưng mà có người thì bước trên thạch địa, thở giữa chân không, thắp lên tia sáng diệu tâm, màn vô minh quét sạch. Tất cả đều bắt nguồn từ chính cái tâm của chúng ta. Chúng ta không thể tìm niết bàn cực lạc ở ngoài ta mà có đâu. Ở ngoài cuộc sống bọt bèo này, sanh tử niết bàn có mặt ngay nơi đường tơ kẻ tóc, như tôi thường hay chia sẻ các vị. Trong nháy mắt mà tâm thức ta và ý niệm nổi trôi, tức tử sinh có mặt. Nhưng mà cũng trong nháy mắt, nếu chúng ta đứng lại dừng ngay trong sát na, lập tức siêu việt cả quá khứ, hiện tại và vị lai, thì cái đó gọi là chân như. Xin thưa, sanh tử niết bàn có mặt trong đường tơ kẻ tóc, cũng trong nháy mắt mà tâm thức chúng ta bởi ý niệm rối bời, nổi trôi, tham đắm, thì đó là chuyện tử sinh có mặt. Cũng trong nháy mắt của ta, nhưng những suy tư, những ý nghĩ không còn, không nổi trôi sinh diệt trong tâm thức, dừng lại được ngay trong sát na, lập tức siêu việt cả quá khứ lẫn hiện tại và cả tương lai, thể hiện được
tính chân như của nó. Thông thường chúng ta hay bị cuốn hút bởi cái cảnh mà quên mất mình. Khi thấy cảnh thì thấy có mình, khi không thấy cảnh thì cũng mất mình theo. Vì vậy cho nên gọi là bóng dáng của tiền trần. Mình chạy theo bóng dáng của tiền trần, mình đeo đuổi theo bóng dáng của tiền trần, cho nên mình cứ bị cuốn hút theo. Chúng ta thường để cho tâm thức ta trôi nổi bồng bềnh theo cái dòng chảy của sự suy nghĩ mông lung, sinh diệt liên hồi. Đó là lúc ta đã làm cho chính ta mất dạng. Tuy đang ở cuộc đời này nhưng chúng ta là kẻ mộng du. Như vậy thì người tu á, có giỏi hay không, không quan trọng ở chuyện bên ngoài, mà điều quan trọng là ta nhận biết được có phải ta là chủ hay ta đã hóa thân vào người khác. Và trạng thái nhận biết rõ ràng này là tự hữu trong mỗi chúng ta, không phải Đức Phật ra đời ta mới có. Các bậc thánh chỉ làm một điều là khơi mở cho ta biết quay nhận lại và niềm tin, chứ không có trao cho chúng ta gì thêm cả. Cho nên các vị, đối với Đạo Phật, chúng ta tin tưởng Đức Thế Tôn của chúng ta là một bậc giáo chủ, tin tưởng các vị thánh đệ tử Phật, hay tin tưởng các vị A-la-hớn, các vị Bồ-Tát, các vị Bích Chi Phật, các vị Hiền Thánh Tăng. Thật sự, tất cả từ chư Phật tới Hiền Thánh Tăng chỉ là một nhiệm vụ là khơi mở cho ta biết quay lại, tự nhận và có niềm tin chính ta, chứ không trao cho ta gì thêm nữa cả. Các vị hiểu điều này chứ? Nếu như tôi nói điều này ra, đối với những Phật tử sơ cơ thì họ rất là khó chịu. Họ không từng nghe Pháp, họ rất là khó chịu. Bởi vì đi chùa để cầu nguyện mà. Ta tin tưởng có bề trên mà có trời, có Phật. Trên có trời, có Phật, dưới có đất, có hồn thiên, sông núi, có quỷ thần. Mà tại sao thầy nói gì kỳ vậy? Thầy tu có đạo gì? Thế nào rồi tôi cũng sẽ bị có người nói như vậy. Ông tu có đạo gì mà ông nói như vậy? Dạ thưa, tôi tu có đạo Phật thiệt. Đạo Phật của trí tuệ, đạo Phật của từ bi, đạo Phật của vô ngã, đạo Phật của chân lý, đạo Phật của siêu việt lý tánh. Còn những ai tu theo cái đạo Phật tôn giáo, đạo Phật tín ngưỡng, đạo Phật kinh tế, đạo Phật cầu nguyện, đạo Phật tôn giáo, đạo Phật thần giáo, đạo Phật hướng ngoại, nhiều loại đạo Phật, thì không thể nghe cái giáo nền giáo lý này nổi. Tôi xin nhắc lại, nếu như cũng đồng thời một lời này mà đem nói với những người chỉ mới bước chân vào đạo, với cái lòng tin theo những cái đạo Phật mà tôi vừa nói, thì họ có thể quở trách, họ có thể mắng tôi rằng ông tôi có đạo Phật gì, ông tôi có đạo gì mà ông dám nói như vậy. Bởi vì nói như vậy là nói làm sao? Nói như vậy có nghĩa là nói cái gì đây? Như tôi đã nói rồi đó, các bậc thánh từ chư Phật cho tới Hiền Thánh Tăng, thì từ chư Phật đi ngang các vị Bồ Tát, La Hán, Bích Chi Phật cho tới các vị Hiền Thánh Tăng, chỉ là một điều là khơi mở cho ta biết quay lại tự nhận và ta có niềm tin ở chính ta, chứ không trao cho ta gì thêm nữa cả. Hỏi ông tu đạo gì mà ông nói gì kỳ vậy? Dạ thưa, tôi tu đạo Phật trí tuệ, đạo Phật từ bi, đạo Phật chân lý, đạo Phật siêu việt lý tánh bình đẳng. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn mới hỏi ngài Ca Diếp làm thế nào mà ông ngộ đạo. Ngài Ca Diếp thưa: bạch Đức Thế Tôn, con nghe Thế Tôn dạy cho con chỉ một câu thôi mà con có thể ứng dụng để tu được, đó là khách trần. Ngài Ca Diếp ngộ đạo chỉ có hai chữ khách trần. Tôi xin nhắc lại, trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn hỏi ngài Ca Diếp làm thế nào mà ông ngộ đạo. Ngài Ca Diếp thưa: bạch Đức Thế Tôn, con nghe Thế Tôn dạy cho con chỉ một câu thôi mà con có thể ứng dụng tu để đạt được, để ngộ đạo, đó là khách trần.
Bởi vì người khách thì đến rồi đi, nhưng người chủ vẫn ở luôn luôn ở lại trong nhà. Như trong không gian, con thấy có bụi lao sao, khi mặt trời soi qua khe cửa thì cái lao sao là bụi, mà cái tĩnh tại rỗng lặng là không gian mênh mông. Những vui buồn, phiền não, ưu tư là bụi trần lao sao, còn con là không gian mênh mông. Con chỉ cần nắm bắt hai chữ khách trần để thực tập, nên bạch Thế Tôn, con chứng được thánh quả. Đó là lời của Tổ sư Ca Diếp. Các vị đâu có cần tôi đọc lại hả? Những cái này tôi ghi nguyên văn để tôi trình bày cho các vị. À, các vị cảm thông cho tôi nha. Mấy hôm nay tôi không có động não nhiều được là tôi đang dưỡng cái thân tôi. Bởi vì cái mùa này nó dễ bệnh tật lắm, mà tôi ráng lắm á các vị, mà có khi nó cũng còn bày đặt ho hen á nha. Hồi trước á là những cái mùa này là tôi nằm dù dẫn á, tôi ho các vị. Nếu ai mà biết tôi những năm về trước á là các vị thấy tôi bệnh liên miên, thấy không? Mà dường như một năm trở về đây, không tới một năm, là giống như tôi bệnh như giống như giải đò ấy. Là tại vì thứ nhất là tâm mình thấy nó vui, nó lạc, nó an, nó thanh thoát một phần nào. Rồi không còn lo âu, phiền muộn, không còn phải chạy gạo, gọi là sáng cơm, chiều cháo. Thành ra từ chỗ ăn, chống ở, nơi ăn, chống ở, nó an lạc rồi. Cái thành ra thiệt lòng cái này không giấu các chị, đúng là an cư mới lập nghiệp. Vậy mà mùa này nó muốn bệnh lắm mà nó không bệnh. Các chị dế cho tờ cho tôi dùng theo kiểu giờ quê, cái nó muốn bệnh mà nó không bệnh nổi. Bởi vì sao? Tôi nói tao phục vụ cho mày mấy mươi năm rồi cái thân à, bây giờ mày muốn cái gì mày muốn đi à, có gì theo mới nè, xin lỗi nha, áo mới nè, Việt Nam mới gửi qua nè, mới giặt nè, mặt là vậy mà nó muốn chặt nữa rồi đó, thấy không? Nó an, nó lạc, cái là nó phì ra hà. Mà các vị huynh đệ biết cái xã chết nha, là tôi đi bộ dữ lắm, tôi ráng đi, đau chân tôi cũng phải đi, sáng rồi cũng phải đi, đi gần 30 phút rồi mới về ngồi viết bài giảng ấy nè, rồi chiều đi nữa đó, chứ không dám bỏ buổi đó. Mà ngày hôm qua là ăn có một chút cơm thì thôi, còn xào cái sắc đậu, mà bữa tôi xay đậu nành, làm đậu nành, xay đậu làm bún riêu á, riêu, rồi lấy sắc đậu hôm qua trộn với củ sắn, với nước cốt dừa, cuốn với rau sống, còn lại với cọng rau bữa trước khi lạnh mình cắt nó vào đó. Vậy ăn vậy thôi, ăn cái chút xíu cơm thì thôi đó, nhưng mà nó vẫn mập. Nhưng mà mai thì cũng nói thật là tôi ăn khoai lang dữ lắm. Hả, đói là tôi thòm với củ khoai lang vô, cũng tội nghiệp. Các Phật tử Cali cứ lâu lâu gửi cho ăn thùng, lâu lâu gửi cho ăn thùng vậy đó thôi. Thật sự là ăn khoai lang nó hay lắm các vị ơi. Không phải dầu tôi có quảng cáo cũng được đi, quảng cáo khoai lang mà cho đỡ cho mấy cái người dùng quê họ cài sau cốt bẩm cũng tội lỗi gì. Quảng cáo cái gì thì nó nhiều tiền, cái khoai lang không có nhiều tiền. Thật ra đó thì khoai lang tốt lắm. Cứ chiều vậy đó hả, đói bụng là nướng khoai lang. Nướng là chứ giờ luộc ăn ngán lắm. Bỏ vô máy nướng, giờ đó có máy nướng rồi cái thồn vô vậy đó. Mà các vị biết nó sổ, nó khỏe người lắm. Nhưng mà nhớ giữa hai loại khoai lang với khoai mì thì ăn khoai lang nó tốt nha, chứ khoai mì là nó có thể nó làm cho nhiều cái điều không tốt, ăn nhiều quá không tốt. Còn khoai lang cứ việc ăn đi, tôi bảo đảm các vị ăn được để luôn cả giỏ, tốt lắm. Rồi trở lại tiếp nha, trở lại tiếp. Cho nên chỉ một pháp tu nhẹ nhàng thôi mà biết bao nhiêu vị đạo sư đã chứng thánh quả, và chỉ một pháp tu như thế này là siêu việt. Cho nên khách trần, hai chữ khách trần ở đây tôi không cần giải thích gì nhiều nữa, tại vì quý vị đã nghe pháp nhiều rồi, đã chấp nhận theo tôi tới ngày hôm nay rồi, thì những cái từ đó là các vị ít nhiều cũng cũng hiểu hết rồi, cho nên không cần phân tích nữa ha.
Trong kinh nó là thức tâm, thức tự tâm nguyên, ngộ vô vi pháp. Hai câu này ngôn ngữ tuy khác nhau, nhưng mà cùng một trạng thái nhận ra được nguồn tâm, tức nhận ra được pháp vô vi. Mà trong kinh Kim Cang thì các vị không thể không không nhớ cái bài Phật dạy ha. Bài nào? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả pháp hữu vi như bọt bóng, như sương, như ánh chớp, hãy quan sát như vậy. Vậy pháp hữu vi là gì? Pháp hữu vi là tất cả những sao động tạo tác để hình thành vật chất, cho tới chùa, tự viện, Phật sự lớn, Phật sự nhỏ trong nhân gian cũng đều là pháp hữu vi. Kể cả việc nhiếp tiếp tăng, độ chúng, thiết lập tăng đoàn cũng đều là pháp hữu vi, vì nó sanh diệt vô thường. Đó là tôi nói trong dòng tu của tôi đó. Còn ngoài đời thì sao? Nhà cao, cửa rộng, chức tước, tiền tài, danh vọng, địa vị, phú quý, vinh hoa, tất cả cũng đều là pháp hữu vi. Bởi vì nó sanh diệt, nó vô thường. Hay cái gì sanh diệt vô thường gọi là pháp hữu vi. Rồi bây giờ nói trở lại chùa chiền, những nơi tòng lâm tự viện lớn có hữu vi không? Thưa có chứ. Hồi xưa thí dụ như hồi giờ xin không giấu tên nha, những cái chùa lớn có tiếng thì ở Sài Gòn chẳng hạn, hay ở Việt Nam mình thôi, những nơi mà tổ trấn ngự, tổ ở đó để tổ coi là dựng pháp tràng, lập tông chỉ đó. Vậy mà bây giờ các vị nghĩ những nơi đó có còn được vàng son rực rỡ cái đạo đức như xưa không? Bây giờ mình nói rộng ra, ở Trung Hoa cái nơi của tổ Huệ Năng đó là chùa Nam Hoa đó, gọi là tổ đình đó, đó là nơi phát triển cái dòng thiền của Trung Đông Độ mà mạnh, sau này gọi là ngũ gia tông phái đó. Đó thì các vị thấy đó, khi bao lần binh biến cho tới 10 năm cách mạng văn hóa Trung Hoa thì thậm chí cái tượng của Lục Tổ cũng bị đập mà. Rõ ràng như vậy. Như vậy thì chưa bao giờ có một tổ đình nào, có một đại tự nào, dù cái nơi đó có nhiều bậc giác ngộ có mặt đi nữa, quy tụ 500-700 hàng ngàn tăng ni đi chăng nữa, nhưng mà kéo dài được hưng thịnh cả nhiều trăm năm đâu. Thế nên tất cả những gì chúng ta tạo bằng ý thức, bằng tâm quyết, bằng nhiệt tình cũng là con đường của pháp hữu vi. Và những gì gọi là pháp hữu vi thì không thể nào vượt không gian mà tồn tại vĩnh viễn. Nghe nói tới đây cái nó hơi bi quan chút phải không? Mà đó là sự thật. Những gì mà ta tạo bằng ý thức, bằng tâm huyết, bằng nhiệt tình cũng là con đường của pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì không thể nào vượt thời gian mà tồn tại vĩnh viễn. Cho nên có một lần có một vị chư thiên đến hỏi Phật: con có thể tìm ra cảnh giới nào không sanh không diệt được chăng? Đức Thế Tôn mới trả lời: tất cả cảnh giới mà ông biết đến đều chung quy luật vô thường sanh diệt. Vị chư thiên nói: hay thay, là Đức Thế Tôn, con đã từng bỏ đi kiếp làm trời dài hàng triệu triệu năm, con đã tìm khắp không gian nhưng chưa có hành tinh nào mà sự sống bất diệt. Không hề có cảnh giới Đông Phương, cảnh giới Tây Phương nào tồn tại bất biến, không đổi thay, còn mất cả. Và cái gì được sinh, được làm nên và có hình sắc đều chung một quy luật vô thường. Đó là lời của hàng chư thiên thưa với Đức Thế Tôn. Tôi xin nhắc trở lại, có một vị thiên đó hỏi Đức Phật: con có thể tìm cảnh giới nào mà không sinh không diệt được chăng? Đức Thế Tôn trả lời: tất cả cảnh giới mà ông biết đến đều chung quy luật vô thường sanh diệt. Vị chư thiên nói: hay thay, bạch Đức Thế Tôn, lời dạy của ngài, con đã từng bỏ
đi cái kiếp làm trời dài hàng triệu triệu năm, con đã tìm khắp không gian nhưng chưa có hành tinh nào mà có sự sống bất diệt. Con đã tìm khắp không gian nhưng chưa có hành tinh nào có sự sống bất diệt. Không hề có cảnh đông phương, không hề có cảnh tây phương nào tồn tại bất biến, không đổi thay, còn mất cả. Vì cái gì được sinh ra, được làm nên và có hình sắc đều chịu chung một quy luật vô thường. Tuyệt vời. Sau khi vị chư thiên nói lời như thế, Đức Phật mới bảo Thiên Đế: tuy ta nói không hề có cảnh giới nào là trường tồn, nhưng ta chưa nói cho ông biết còn có một con đường tìm ra nơi chốn an tịnh không sinh diệt. Con đường đó không phải là con đường đi ra bên ngoài tìm các cảnh giới, mà là con đường trở lại tự tâm của ông thôi. Hay quá ca gì. Hay quá. Sao tôi muốn đọc đi đọc lại để cho các vị nghe cho nó thấm ha. Xin đọc lại. Có một vị chư thiên đến hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, con có thể tìm ra cái cảnh giới nào mà không sinh không diệt được chăng? Đức Thế Tôn trả lời: tất cả cảnh giới mà ông biết đến đều chung một quy luật vô thường sanh diệt. Vị chư thiên nói: hay thay, bạch Đức Thế Tôn, lời dạy của Đức Thế Tôn, con đã từng bỏ đi cái kiếp làm trời dài hàng triệu triệu năm, con đã tìm khắp không gian nhưng chưa có cái hành tinh nào mà có sự sống bất diệt. Không hề có cảnh giới đông phương, cảnh giới tây phương nào mà tồn tại bất biến, không đổi thay mà còn mất cả. Và vì cái gì được sinh ra, được làm nên và có hình sắc đều chịu chung một quy luật vô thường. Sau khi nghe vị chư thiên nói như thế, Đức Phật mới liền bảo: Thiên Đế à, tuy ta nói không hề có cảnh giới nào là trường tồn, nhưng ta chưa nói cho ông biết còn có một con đường tìm ra nơi chốn an tịnh không sinh diệt. Con đường đó không phải là con đường đi ra bên ngoài mà tìm các cảnh giới, mà con đường trở lại tự tâm ông. Lời dạy của Phật cho chúng ta thấy rằng vô sanh bất diệt được tìm trong hình hài sanh diệt. Vô vi không phải là những gì tách rời khỏi hữu vi mà có, và người tu đạt được niết bàn là đạt được pháp vô vi. Như vậy, người tu được đánh giá miên mật hay không là có dừng trụ tâm lại được hay không mà thôi, chứ không thể đánh giá bên bề ngoài. Dù có ngàn năm đi qua trên hành tinh này, ta dừng tâm lại được, dù thời gian thì thời gian nào có nghĩa chi đâu. Và trong nhà thiền có gọi một câu là thiên thu nhất niệm. Ngàn năm có đi qua trên hành tinh này, ta dừng tâm lại được thì thời gian có nghĩa chi đâu. Thiên thu nhất niệm. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng sóng và nước nó không rời nhau. Bởi vì sóng và nước nó cùng chung nó một đại dương mênh mông. Sóng thì lúc nổi lúc chìm, mặt biển đôi khi cũng bị làm cho ô uế, nhưng đại dương lúc nào cũng tĩnh lặng trong sáng và luôn luôn làm cho nền sóng và mặt biển hiện diện. Sóng và mặt biển đều nhờ đại dương mà có, và tâm thức của chúng ta cũng như vậy. Nếu chúng ta nhận diện được những cảm thọ vui buồn, sầu khổ, ưu tư, bất an, phiền muộn, cho đến những suy nghĩ, tư duy khởi lên bời bời là những đợt sóng trên mặt biển vào ra sinh diệt liên hồi, và nhận diện được nguồn tâm là tự hữu ta lúc nào cũng hiện hữu, tức là đại dương mênh mông bao la, không hề lên xuống nổi chìm những muôn ngàn đợt sóng. Là lúc ấy ta ở trong trạng thái vô ngôn, sự nhận biết trực tiếp tỉnh sáng không lời, không sinh không diệt, là trạng thái niết bàn diệu tâm của bản thể chân như. Cách đây mấy tuần tôi giảng pháp bảo đàng, tôi có chia sẻ cho các vị có một vị thầy
Đó là thiền sư Chân Tịnh dẫn đồ đệ đi dạo ở trước vườn hoa vào một ban đêm. Vị hòa thượng thiền sư có hỏi là: này đệ tử, con có thấy trăng sáng không? Ngài đệ tử thưa bạch thầy, dạ con thấy. Đi tới cái đi ngang cái chùm cây vượt qua nguyệt quế, vị thầy hỏi: này đệ tử, con có ngửi ra mùi thơm của hoa nguyệt quế không? Vị đệ tử thưa: dạ có. Ngài liền bảo: ta cũng như con, ta cũng nhìn thấy trăng sáng, ta cũng nghe mùi thơm nguyệt quế. Đạo lý mở bài ra trước mắt con, cho trước con, ta có gì giấu con đâu, con cũng như ta, cũng có cái nhận biết như ta. Vậy thì nói sâu xa hơn, tất cả chúng ta đều có khả năng nhận biết như Phật, như Tổ, như các bậc hiền thánh, không hề khác nhau về khả năng giác ngộ. Chỉ có một điều là chúng ta ở trên mặt sông biển, mà người xưa thì luôn trụ trong đại dương bao la không gợn sóng. Các vị tắt được cái khả năng nói lầm thầm là an trụ trong niết bàn thường tịch, thế thôi. Cho nên ta và chư hiền thánh, ta và chư Phật đều như nhau, nhưng mà chư Phật đứng yên ở trên bờ, còn ta thì nhảy ầm xuống sóng nước. Chúng ta cứ thấy lao sao sóng nước kia là vàng, là bạc, là kim cương, là lưu ly, là pha lê. Chúng ta cứ vội đưa tay chụp bắt. Cho nên nếu như vậy, chúng ta không bao giờ có thể quên được lời của thiền sư Thanh Từ. Nói câu: bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ, bởi con người gieo rắc mãi hận thù, gây đau thương, gây tan tóc ngục tù, rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng óng ánh lung linh, chúng mình đua nhau tranh giành đuổi bắt, nắm được rồi còn lại chỉ tay không, chúng là những chùm bọt nước trên sông, nào chi đâu chỉ tôi công nhọc sức. Muốn thấy nó, bạn đừng theo vọng tưởng, niệm lăng xăng cho nó chìm lắng biển thanh bình. Đến đây rồi, hạnh phúc khó thưa trình, chỉ nhìn thấy nụ cười luôn hé mở. Bây giờ chúng ta ráng cố gắng còn mấy câu nữa học cho nó hết, để cho cái ngày thứ năm chúng ta qua chương thứ ba nha. Nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu, tâm bất khiết hệ đạo, diệt bất kiết nghiệp, vô niệm, vô tác, phi tu, phi chứng, bất lịch chư vị, nhi tự sùng tối, danh chi vi đạo. Nội vô sở đắc có nghĩa là trong tâm không sở đắc, ngoại vô sở cầu là bên ngoài không sở cầu. Đó, các vị thấy hồi nãy tôi phe với các vị là nó muốn bệnh mà nó không bệnh rồi đó. Tự nhiên bây giờ thấy nó muốn nó thấm rồi nè, nó nhức nhức. Nó nhức nhức rồi đó. Thì có thân nó khổ. Đi ra ngoài thì nó lạnh, mà giờ trong nhà bắt mới hết thì nó nóng, mà hả đi ra đi vào là nó cạch trớn vậy đó. Mà không lẽ là ở trong nhà suốt thì cũng không được, mà đi ra ngoài thì nó lạnh buốt cũng không được đó, mà ra vào nó nóng nóng lạnh lạnh là nó cà chớn lắm. Các vị cảm thông nè, tôi ráng lắm, có nghĩa là tôi cắn răng, tôi nói mày muốn hành tao bao nhiêu mày hành. Nhưng ai cũng vậy hết á, ai cũng phải bị cái vô thường chi phối vậy thôi. Nhưng mà tôi biết, tôi thương người đời các vị đó, nhiều khi bệnh muốn chết rồi, muốn bệnh rồi, bệnh muốn chết, thấy không? Nhưng mà cũng vì cái cơm áo mặc, vì vợ, vì con, vì gia đình, cho nên ráng ráng gọi là lết đi mà làm. Nó nói cái lết thì hơi quá trớn, như là đi kéo lê kéo lết ráng. Tôi biết, cho nên nhiều khi tôi cảm thông đời dữ lắm. Giờ suy nghĩ lại, thấy ngoài đời thấy các vị rất là đáng thương nha. Hồi xưa cũng biết điều đó nhưng mà không có quan tâm, không quan tâm, mà tôi nói ô thôi nghiệp các vị chịu đi. Nhưng mà bây giờ không phải là quan tâm, nhưng mà nghĩ lại thấy thương. Nhưng mà thương thương vậy thôi chứ biết làm chi hơn. Biết làm chi hơn, như hồi nãy tôi nói đó, Phật và hiền thánh đó, chỉ có một nhiệm vụ cao cả là khơi mở cái tâm thức các vị thôi. Cũng như tôi, giàu có tu cỡ nào hay là tu tệ lậu sao, cũng là nếu đủ duyên thì cũng có cái duyên là khơi mở tâm thức thôi, chứ tôi không thể làm gì khác hơn được.
Đó là nói về bản thân. Còn nói về Phật Thiền Thánh cũng như vậy, cũng hơi mở tâm thức cho các vị thôi, chứ cũng không có ban cho các vị một cái điều gì khác hơn được. Đó là đạo Phật chánh thống, đó là đạo Phật trí tuệ, đó là đạo Phật từ bi, đó là Phật chân thật, đó là Phật như lý. Như vậy, nội vô sở đắc là trong tâm không có sở đắc, ngoại vô sở cầu là bên ngoài không có mong cầu. Tâm bất hệ đạo, tâm không ràng buộc nơi đạo, diệt bất kiết nghiệp, cũng không tạo nghiệp. Diệt là cũng, bất kiết nghiệp là cũng không tạo nghiệp. Vô niệm, vô tác, phi tu, phi chứng, bất lực như thị, như tự sùng bói, như thị sùng tối, danh chi vi đạo, có nghĩa là dứt sự suy nghĩ, dứt sự tạo tác, chẳng phải do tu, cũng chẳng phải chứng, không cần trải qua các quả vị mà tự cao tột, gọi đó là đạo. Để ý bài này thì cái đoạn này thì đó là người xuất gia thông đạt đạo lý thâm sâu của Phật, tỏ ngộ pháp vô vi, không còn mong cầu các quả vị chứng đắc. Dường như cái đầu tôi nó muốn có vấn đề rồi các vị nghe. Nó hơi hơi trầm trầm mà. Thôi nói vài phút nữa nghỉ, chắc là phải thứ năm mới học tiếp đoạn này cho nó hết. Chứ giờ cố gắng lắm nhưng mà nó trầm trầm mà. Có nghĩa là nó hơi nặng nặng. Nó cà chớn vậy nè, cãi đi. Nhớ lời có lần Đức Thế Tôn đọc học đoạn này nè, để rồi tôi minh chứng cái lời Đức Thế Tôn nói nè. Thế Tôn nói là ta nhìn tước vị vương hầu như bụi phấn, nhìn nước hồ A Nậu như giọt dầu xoa chân, nhìn thành bại đến đi của cuộc đời như cây bốn mùa thay lá, và nhìn pháp niết bàn như con mắt bị bệnh nhìn thấy hoa đốm giữa hư không. Tôi xin nhắc lại, có lần Đức Thế Tôn nói ta nhìn tước vị vương hầu như bụi phấn, nhìn nước hồ A Nậu như giọt dầu xoa chân, nhìn thành bại đến đi của đời như cây bốn mùa thay lá, và nhìn pháp niết bàn như con mắt bị bệnh nhìn thấy hoa đốm giữa hư không. Như vậy giáo lý căn bản của đạo Phật dạy là vô thường. Khi nhận thức tất cả mọi thứ trước mắt đều là vô thường thì ta lìa được chấp trước ở bên ngoài. Quay lại, chúng ta nhận được thân này là vô thường thì lìa được chấp trước ở bên trong. Đó, cho nên giờ nó nặng nặng, nó vô thường. Thì vậy đó, viết vô thường, tới ngày nào đó rồi đó, mặt tình đó, nằm chỗ nó giận đi, thương đi, ghét đi, đi chứ đâu ngồi được. Biết được vậy là buông á chị ơi. Thôi, tới đây nghỉ đi. Rồi... thứ năm học tiếp nghe. Các vị cảm thông nó cà chớn này. Giờ phải đi uống thuốc kìa. Mà các vị đừng có lo. Ai cũng như nhau hết á. Cái mùa này là nó bệnh chơi vậy đó. Nó nặng nặng triệu triệu cái đầu chơi vậy đó. Không sao á. Đừng có lo cho tôi nghe. Các vị đừng có lo nhiều quá. Tại lý do là bệnh chơi vậy đó. Thôi nghỉ. Không phải.